nào mà nhiều sâu thì cho ba bình. Kính chào bà con nhé, đang phụ giúp nhà bán hồ đồ lặt vặt buổi sáng đây. Con lấy nhà em này, con Đu Đu nhà em nó nằm ngủ đấy. Nó đi chơi buổi sáng giờ về nó ngủ đấy. Đấy bà con ạ, ngoan kìa. Đâu ai? Đấy bà con kia đấy, quay nó đấy, nó đang ngủ đấy. Đấy đấy, đang quay nó đấy. Đấy, đấy. Cái này con phải chọc không nhỉ? Đang ngủ bà con. Nó ngoan lắm. Cái này đi chơi về. Nó có biển không? Cái này có biển bắt được. Ai xương bởi vì nó bẩm sinh bà con. Đấy, cái chân của nó. Bây giờ đi ba chân bà con. 150 là 200. Đi chưa? Để tính được. Ở sáng nhà em bán hàng mặt vặt. Mưa khó phun lắm. Tranh thủ được nào mưa. Nắng quá về lấy cũng trúng lắm nhá, đi phun về là nắng mấy ngày. Ờ nắng có 2 ngày mưa đẹp nhỉ. Phun xong nắng này. Phun xong bảo 1 2 ngày mưa thì là tuyệt đấy. 1624 này. Nhớ đeo khẩu trang rồi nhá. Khẩu trang tiếp. Đây gói mỗi gói một bình mà mỗi gói là 7. Sớm bao người mua măng này ngon, măng này phải ăn phải ăn rồi. Đâu đâu đâu, đây này 4624 nhá. Cái sàng nhỏ khó rồi. Đây này 24.000 nhỏ này đầy được chưa? Đầy chưa? Đầy nhớ hơn tí à? Ừ. Chờ tí nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia bằng nhau đấy. Nhỏ hơn đây bằng nhau. 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 Bằng kính chào bà con nhé. Đây bình hiện nay phun thuốc sâu có một loại thiết kế vòi cần đứng trên bờ, nếu ruộng vừa vừa là không cần phải lội xuống nữa mà vươn dài vươn tầm với khoảng tầm 4-5 mét là không phải xuống.